Hello anh em, lại là mình đây, Tuấn của Auto 89. Và như thường lệ thì hôm nay mình lại lên cho anh em một ít hàng thôi. Mấy hôm nay mình bận quá, nên là cũng không có thời gian để đăng lên hàng cho anh em được. Thì cũng rất mong anh em thông cảm. Anh em nào yêu quý mình thì cứ theo dõi kênh của mình và liên lạc với mình có số điện thoại 0976 663 776 hoặc đến trực tiếp cửa hàng mình tại địa chỉ 141 đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên anh em nhé. Rồi, không để anh em đợi lâu nữa thì mình sẽ vào với những sản phẩm hôm nay mình muốn gửi đến anh em. Anh em thì nhìn thấy đầu tiên là cái con dàn huyền thoại Sony CMT333. Thì con này như anh em đã biết chắc rồi, nó cực gấu anh em ạ. Nó một con những con gọi là vua trong tầm tiền. Con này có 1,5 triệu thôi anh em nhé. Nó có con bát 10cm màng carbon, một con siêu chép bên trên này. Thì mỗi loa, bên loa là công suất 50W anh em nhé. Đây là cái cục dàn của nó này. Anh em thì nhìn thấy cục dàn của nó, CD chạy ok này. Nói chung là những cái dàn mini này thì mình chỉ bao CD chạy ok thôi anh em nhé. Còn những cái chức năng khác mình không thời gian mình dọn đâu, nên anh em về thì có thể những cái MD các thứ thì mình trả test luôn. Thì anh em về đấy là nhu cầu của anh em thôi. Và kết nối ok con điện thoại, máy tính, TV này. Quan trọng nhất là con này có cổng USB anh em nhé. USB để phục vụ anh em kết nối máy tính làm giải mã. Và con này khẳng định là nghe cực kỳ hay luôn. Anh em nhìn đây, đây cổng USB kết nối máy tính làm giải mã này. Và có giải mã quang luôn anh em nhé. Có giải mã quang optical in để phục vụ anh em kết nối với cả những cái bộ smart TV ở nhà để cho làm giải mã luôn. Con này nghe rất hay luôn. Đây, mình sẽ bật thử cho anh em nghe nhé. Con này nghe cực kỳ căng, phê luôn. Chân loa nó nặng luôn. Luôn này kẹp lại cái chân loa đấy. Loa này nó đánh căng quá, bát nó hơi rung đĩa anh em nhé. Cái mặt bàn của mình nó mỏng. Đấy. Hiện tại con này thì mình đang bán ra là 1,5 triệu anh em nhé. 1,5 triệu con này. Chất bát cực kỳ căng. Thì như bạn luôn với bạn kẹp ngược cái chân loa để nghe nó hơi vang. Thì ok. Con này thì mình giới thiệu qua vậy thôi. Còn anh em nào mà chơi thì cứ với mình nhá. Tiếp đến cái con bên này, con dàn Pana này. Panasonic PM770 SD. Tại vì con này nó có đuôi SD, tại vì nó chơi thẻ nhớ SD ở mặt trên anh em nhé. Anh em nhìn thấy đây, đây thẻ nhớ SD, chơi được thẻ nhớ này. Có khay 5 đĩa này, hoạt động hoàn hảo này. Con này thì nghe anh em nào mà nghe nhiều bát thì chơi con này cực kỳ hay. Tại vì đánh cái loa hai cầu, anh em nhìn thấy đây, hai đường dây đây, loa hai cầu đây. Anh em nhé, đánh loa hai cầu và cho chất âm cực kỳ hay. Đây mình sẽ mở cho anh em xem. Con này nó có sao rao anh em nhé, nghe nó có một cái chất bát đấy sao rao. Bát nó đập thủng thủng luôn. Hiện tại con này 1,6 triệu anh em nhé. 1,6 triệu cho cái mã này. Một trong số những mã đời cao của thằng Pana rồi. Đấy, nghe khá hay luôn. Anh em nào mà thích chất bát và nghe nhạc sàn thì mình nghĩ là nên chơi con này, thì nó có bát sâu. Đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tai tê. Mở một chút nhạc thế thôi, chứ còn mình video nó ngắn gọn thôi, chứ không muốn video nó dài quá. Và tiếp tục đây là cái con Victor MD3 phải, đúng không? Victor MD3 anh em nhé. Nó là con dàn hai thớt rời, bên trên này có thớt MD, thớt kèm CD. Bên dưới này là cái thớt âm ly và nó tích hợp luôn cả tuner đủ 108 luôn anh em nhé. Bát của nó sẽ là một con bát 14cm màng carbon, và bên trên này nhớ không nhầm thì là con chép đom anh em nhé. Phục hơi mặt trước vào cái loa nó thiết kế khá là đẹp. Anh em thì nhìn thấy đây, cái vòng cung rất là đẹp. Và con này mình nhớ không nhầm của mặt sau loa nó sẽ là 40W. À 50W trên một chiếc và trở kháng là 6 ohm anh em nhé. Đây nó có cái chân bắt vào tường hay sao này. Rồi, kẹp loa đây. Và mình sẽ, con này thì made in Japan toàn bộ anh em nhé. Anh em nào mà dị ứng với cả thằng made in China thì nên chơi con này made in Japan. Và hiện tại con này mình đang bán là 3,3 triệu anh em nhé. 3,3 triệu cho con Victor này, chơi rất là ngon luôn. Đây, nó có chỉnh iPad bên trên này, tăng bát này, bát on, bát off này. Đây, FM, AM đủ 108 này, chơi rất phê luôn. AM, FM.
tôi là màu luôn. Mình sẽ cho anh em nghe thử một đoạn CD nhé. Đánh cực kỳ căng và mình nghĩ là trong tầm tiền thì cũng khó có nào qua được con này cả. Và rất tiếc là con này nó không có giải mã nữa anh em ấy. Nghe CD và kết nối điện thoại với tính TV qua cổng loa sen. Không có điểm chê rồi. Và giá của nó hiện tại mình đang bán là 3.300.000 anh em nhé. Và anh em vui lòng một chút là cái giá trên YouTube lúc nào mình bán với giá rất tốt rồi. Anh em vui lòng không mặc cả giúp mình để anh em đỡ mất thời gian với nhau. Rồi thì sang bên này đi. Tiếp đến là bên này thì đây là cái con dàn Sony hôm trước thì mình cũng giới thiệu đến anh em rồi. Nó là một con Sony cao cấp. Thì hôm trước thì mình có giới thiệu qua con này rồi. Thì con này nó có hai cái bát cân xoắn 16cm anh em nhé. Một con chép này và thụt hơi này, hai cái thụt hơi. Con này đánh cực kỳ căng cho chất bát rất khỏe luôn. DVD có thứ hoạt động tốt này, có hai cửa băng. Băng thì mình không bao chạy bất kỳ cái bộ nào, mình không bao chạy băng, anh em thông cảm nhé. Cắm được hai chân mic để anh em có thể hát karaoke luôn. Con này hát karaoke chống cháy cực kỳ tốt. Đọc DVD các kiểu thì rất ngon, chơi được DVD, VCD, CD, chơi được tất cả các loại đĩa anh em nhé, MP3 cũng chơi được luôn. Đây, anh em thì nhìn thấy đây, công suất là nó ghi là 4.400W, đấy, quá kinh khủng luôn. Con này thì nói chung là về chất âm thì mình cam đoan là rất khó con nào trong tầm tiền có thể qua được nó. Hôm trước mình báo giá với anh em là 5 triệu, thì hôm nay thì mình sẽ, trong cái video này mình sẽ bớt hẳn cho anh em 300.000 đi. Con này mình chỉ bán có 4.700.000 thôi để thu hồi vốn về thôi chứ trả lời lãi cho bọn này đâu. Bán bọn này không có lãi đâu anh em ạ. Hầu như những cái mặt dàn to mình chỉ bán chơi chơi thôi chứ còn không lời lãi cho bọn này cả. 470.000 thì chắc lãi được khoảng tầm 300-400 để bảo hành cho anh em một năm thôi. Rất mong anh em ủng hộ. Con này nghe hay anh em nhé. Rất chất luôn. Rồi, ok. Mình giới thiệu qua vậy thôi. Đến đây thì anh em có thể nhìn thấy đây là con Denon. Con Denon hàng VIP anh em nhé. Denon VIP anh em nhìn thấy đây. Con này là con Denon F101 anh em nhé. F101 thì nó bao gồm hai thớt dàn, một thớt bên CD bên trên và một cái thớt âm ly ở bên dưới. Thì CD đọc hoàn hảo, không kén bất kỳ đĩa nào. Còn âm ly thì đánh cực kỳ căng. Những cái cặp loa có thể chơi tốt, những cặp loa bass dưới 25cm của nó, một trong số những con âm ly cao cấp của thằng Denon anh em nhé. F101 nó cao cấp hơn con F100 nhiều. Đây có chỉnh tông trực tiếp trên mặt dàn này. Đây, cái nút function để chỉnh các cổng kết nối, ở đây là volume này, tất cả phím kim loại anh em thì nhìn thấy mặt nhôm toàn bộ rất cao cấp. Cái mặt đằng trước là mặt trắng gương anh em nhé, mặt trắng gương, mặt quang. Đây, cặp loa của nó thì đẹp không có điểm chê anh em nhé, đẹp không có điểm nào để chê cả. Tại vì con này nó loa 3 đường tiếng, bao gồm một con bass 14cm, một con trung dom và một con chép dom ở bên trên anh em nhé. Đây, nó phủ piano rất bóng luôn, con này phủ piano bóng lừ luôn anh em nhé. Đây thông số đây. Con này 120W này là cổng break này. EGI là 860W về tổng nó 180W, chả hiểu đây nó tính kiểu gì mà ra con loa 180W thì cũng quá kinh khủng. Đây và trở kháng là 6 ohm anh em nhé. Cọc loa thì bắp chuối toàn bộ này. Anh em xem cọc loa bắp chuối toàn bộ và con này thì nghe cực kỳ chất luôn. Và khẳng định là hay anh em nhé. Đây nông đầu F mà này F101 100 hay rồi, 101 và 102 thì không có điểm chê luôn. Và mình khẳng định con này thì chơi cực kỳ ngon. Đây anh em nhìn đây. Tem đây nông ở đây. Cơm ly của nó 85W anh em nhé. Và điện nguyên bản 100V. Đây, mình sẽ quay phía sau để cho anh em xem. Đây, phía sau anh em đã nhìn thấy nó cao cấp chưa. Đấy. Phía sau rất nhiều cổng kết nối in out này, có kẹp anten AM/FM để kết nối nghe AM/FM đủ 108 luôn anh em nhé. Cọc loa thì cọc loa bắp chuối toàn bộ này. Và hiện tại
với con này thì mình đang bán là 6 triệu rưỡi anh em nhé. 6 triệu rưỡi cho cái con Denon F102 này. Con cao cấp này thì nghe cực kỳ sướng luôn. Anh em nào mà có phòng khoảng tầm 30 mét vuông đổ về thôi mà cho con này vào phòng ngủ thứ thì không giờ phải nghĩ. Thật ra là chơi những cái bộ dàn complex này thì cực kỳ hay ở chỗ này anh em đỡ phải phối ghép anh em nhé. Tại vì hãng nó đã ghép cho mình thì nghe là trong cái mức gọi là rất ok rồi. Không phải mất thời gian anh em phối ghép nữa. Phối ghép chỉ phục vụ cho những anh em mà nhiều thời gian thích nghịch, thích chơi thôi. Thừa tiền. Thừa tiền thì mới đi ghép chứ mình tiền vừa vừa mình cứ chơi bộ complex đủ của nó là mình chơi thôi chứ không phải ghép làm gì. Còn anh em nào mà ghép mà muốn hỏi mình thì mình sẽ tư vấn cho anh em ghép đồ cho nét. Đỡ mất thời gian mà tốn tiền của anh em. Nhiều lúc mình ghép xong bộ dàn ví dụ anh em mua đồ về ghép nó không hợp, nó mất công đi bán, phải mất thời gian không? Quan trọng nhất là lợi thế ở những anh em đi trước thôi. Đây vẫn là con 6.5L loa đen xì luôn anh em nhé, loa 717 cực kỳ gấu con nặng, nặng siêu nặng luôn. Bên trong nó có một cái súp âm ở bên trong này, vậy con này là con 3 đường tiếng, một chép, một hai cái bát, một bát súp bên trong. Đây, cọc loa anh em nhìn thấy nó cao cấp chưa? Cao cấp luôn. Loa thì đẹp góc cạnh luôn anh em nhé. Loa cực kỳ đẹp. Đẹp góc cạnh. Đây, âm ly 6.5L thì đánh cực kỳ hay rồi. Con CD này thì đã chuyển điện sang 220 rồi anh em nhé. Và hiện tại cả cái combo này thì ở phân loa mình chưa đọc công suất cho anh em nhỉ. Con này công suất là 200W cho một chiếc anh em nhé. Này, ghi 200 này. Và trở kháng là 6 ohm. Đánh cực kỳ hay ở những phòng diện tích 40 m2 trở về, nghe cực kỳ sướng. Đây con CD thì đọc không kén bất kỳ đĩa nào anh em nhé, đọc kỳ tốt, chỉ có một cái nó chuyển điện sang 220 rồi thôi. Bên dưới này có âm ly này, cao cấp này, có direct này. Có lao led luôn. Âm ly dàn này có lao led luôn. Volume này, chuyển cổng này anh em nhé. Đây ba lăng bát và chỉnh chép trực tiếp bằng phím cơ trên mặt dàn. Đây có member wheel phím cơ luôn. Ở bên dưới là nút standby để bật chế độ tiết kiệm điện anh em nhé. Chỉ những dàn cấp đây, anh em thấy nhìn thấy chân này, bộ chân quỳ của nó xuống. Chân quỳ này rất đầm to. Nói chung là con dàn cao cấp thì không có gì điểm chê ở con này đâu anh em ạ. Và hiện tại con này thì mình vẫn đang bán với cái giá 8 triệu rưỡi anh em nhé. 8 triệu rưỡi cho cái bộ này. Giá quá tốt rồi nên anh em vui lòng không mặc cả cái bộ này nữa. Rồi. Tiếp đến ở đây là cái con Onkyo 805 TX, một trong số những mã dàn cao cấp của thằng Onkyo. Và con này hiện tại gồm 3 thất rời anh em nhé, thất bên dưới cùng và thất âm ly này. Con này có thể chỉnh bắt chép bằng khiển được anh em nhé. Và anh em nào mua mình sẽ tặng kèm khiển cho anh em luôn để anh em về chơi. Bên trên là cái thất CD này, đọc tốt không kén đĩa này. Trên cùng nữa là cái thất tuner anh em nhé, thất tuner của thằng Onkyo. Và cái cặp loa 102 ACM đi kèm bộ dàn bên. Nó là một con bát 12cm và một con chép dom siêu to khổng lồ. Con cặp này rất nặng luôn. Loa hình như là mình nhớ không nhầm là 100W cho một chiếc. Siêu nặng luôn. Đây. Cặp loa thì cặp loa bắp chuối. Vậy con này có trở kháng 4 ohm thôi anh em nhé. Nó trở kháng thấp thì đánh cực kỳ căng. Đây. 80W cộng 30 là con này 101 cho một loa. Và đây bên dưới là nó kẹp loa bắp chuối luôn. Và con này rất nặng luôn. Và hiện tại cái riêng cặp loa đã hơn 2 triệu rồi anh em nhé. Nó rơi khoảng tầm 2.300.000 cái cặp loa. Bộ dàn này hiện tại thì mình đang bán giá thanh lý cho anh em là chỉ có 4 triệu rưỡi thôi anh em nhé. 4 triệu rưỡi cho cả bộ này. Nghe cực kỳ hay ở những cái phòng diện tích dưới 30 mét vuông, đánh rất tốt luôn. Đấy. Ok, sang tiếp sang cái con này đi. Con này là con Bot. Bom bốc của thằng Bot, lần trước giới thiệu đến anh em rồi mà mình vẫn là tôi cái bán cái giá chỉ có 6 triệu thôi. Và hàng của Bot thì anh em là không thể nào chê được về chất âm. Bất kỳ anh em nào qua cửa hàng nghe thử con này thì cũng đều rất ok, nhưng mà nhắc đến giá thì anh em đều buồn cả. Tại vì con này thị trường nó đang bán rơi khoảng 7 triệu thì cái con này của mình cái mặt trên của nó thì không được xuất sắc lắm, thì mình sẽ bán với cái giá 6 triệu. Và 6 triệu cho một con bom bốc đầu tư ra mà nhiều anh em thì cũng hơi xót xa, nhưng mình với mình nghĩ thì cái giá trị của nó mang lại thì hoàn toàn ok thôi. Tại vì con này chạy CD hoàn hảo này. Loa thì đến 6 con chép ở hai bên và một con súp bass âm ở bên trong, đánh thụt hơi rất căng, MD đọc ok và có giải mã optical ở trên Smart TV xuống. Và nói chung là nghe thì mình nghĩ là trong cái tầm giá 6 triệu ít con nào qua được nó. Và quan trọng nhất là cái con này nó có cái giá xuất xưởng nó cực kỳ cao anh em nhé. Giá xuất xưởng nó đổ khoảng tầm gần 3.000 đô theo trí nhớ của mình, tầm 2.700 mà cái ngày lâu rồi.
năm 2000 lẻ mấy, năm 2007 60 mấy triệu ngày đấy, quá to luôn, cả một gia tài luôn anh em ạ. Con này vừa chơi vừa sưu tầm cực kỳ ok, và mình khẳng định mua với giá 6 triệu về anh em chơi 10 năm nữa mình nghĩ khi bán còn có lãi. Đồ âm thanh này nó rất hay ở chỗ là những con số lượng nó ít thì anh em mà giữ được thì bán là thường có lãi. Giá trị rất ok. Rồi. Thì mình còn cái gì để giới thiệu đến anh em đấy nhỉ? Đây. Giới thiệu cho anh em ít loa ở đây đi. Còn ít loa rời anh em nhé. Loa rời. Đây con đầu tiên là con Pana. Con này con PM710 thì phải. Có hai đường tiếng này. Bát 10cm và một con chép ở bên trên của con loa này là con chơi hai cầu anh em nhé. Loa hai cầu. Anh em nào về muốn đấu thì một cầu thì bảo mình để mình đấu cho anh em. Đây. Và đây. Công suất của nó là vào 40W, 80W, 40, 80 và trở kháng là 6 ohm anh em nhé. Thì trợ lời được. 6 ohm thì trợ lời tốt cho karaoke luôn. Hoặc là anh em có thể nghe ghép những dàn nhỏ nhỏ thôi, âm đi nhỏ mình đánh rất hay. Bên cạnh là con này hiện tại thì mình đang bán với cái giá là 650 anh em nhé. 650 và mình còn hai cặp luôn, cả đằng sau nữa anh em nhé. Đây, con này là con Onkyo N3X. N3X thì một trong số những con Onkyo khá là ngon. Bát 12cm này, màng da chăn, gân cao su rất mềm, ở trên là con chép dom. Hiện tại thì con này hôm trước nó có một anh ấy lấy rồi, xong anh ấy lại bảo cái lý do rất buồn cười, anh ấy trả cho mình lý do nó cũng buồn cười lắm, mình không muốn nói ra. Anh ấy bảo là anh ấy tưởng cái loa nó phải bát 18, mà trong cái đấy trên video mình đã nói rõ bát 12cm rồi, mình cũng chịu. Bát 18cm mà bán giá 1 triệu thì 1 triệu loa bát 18 thì cái loa gì? Loa tàu. Anh em nhé, con này mình bán 1 triệu tròn nhé, bát 12cm. Đánh cực kỳ ok và anh em có thể ghép trợ lời karaoke rất hay luôn. Con này 70W và trở kháng hình như mình nhớ không nhầm là 6 ohm. Quay lại sau cho anh em xem. À 5 ohm. 70W và trở kháng 5 ohm em nhé. 70W trợ lời karaoke rất ngon. Đây. Tiếp đến là con Kenwood SG550 anh em nhìn thấy đây, công suất nó 30W và trở kháng là 6 ohm. Đây. Bát nó là 10cm, gân cao su cực kỳ mềm, thụt hơi mặt trước này, có một con chép dom núm lõm làm dom lòng chảo anh em nhé. Và hiện tại con này anh em đang bán với cái giá là 1 triệu tròn. Và mình cái video này mình cũng bán cho anh em với giá tốt hơn một chút là 900.000 thôi anh em nhé. 900.000 cái cặp này anh em về nghe cực kỳ hay và trợ lợi cũng rất ok. Rồi, đến cái cặp Onkyo 7GXDV anh em nhé. Thì bát nó cũng là một con 12cm màng carbon, gân cực kỳ mềm và trên là con chép. Thì hiện tại con này con chép của nó thì có những cái vết nó hơi xấu một chút. Thì mình sẽ bán cho anh em với giá là 1 triệu trên một cặp anh em nhé. X7A. X7A em nhìn thấy ở đây, một trong số những con loa cực kỳ ngon hàng Onkyo. Và con này là 70W và trở kháng 4 ohm em nhé. Con X7A này cũng 70W và trở kháng hình như mình nhớ không nhầm là 4 ohm. Bát 12cm chép dom, thụt hơi mặt trước, đánh cực kỳ ngon, và con này 1.200.000 anh em nhé. Tiếp đến là con Denon. Con Denon này MA5. Bát 12cm gân cực kỳ mềm này. Trên là con chép dom này. Hai thụt hơi mặt trước này. Và hiện tại thì cặp này là 1.300.000 anh em nhé. Con này công suất 50W và trở kháng là 6 ohm. Rồi. Cặp Kenwood UDA77. Hôm trước mình đã báo anh em rồi. 1.400.000 anh em nhé. Mình chả giới thiệu lại nữa. Cặp này 1.400.000 anh em trợ lời karaoke đều được. À đây. Một con này con Onkyo V3. V3X. Con này chép dom cực kỳ to, củ to lắm anh em ạ. Sao con này nó to thế? Đây, và bát 12cm. Củ nó cũng siêu to khổng lồ bằng luôn cái vành ngoài luôn. Và quan trọng nhất là con này phân tần to gần bằng bàn tay luôn, một trong số những con cực kỳ VIP. Đây, 70W và trở kháng 6 ohm. Anh em nào mua làm trợ lời karaoke, mình khuyên mua con này anh em nhé. Có phân tần ở bên trong to thế rồi thì nó ghép vào đẩy trực tiếp luôn được. Anh em đánh thẳng đẩy ra luôn. Nó cho phần lời tương đối sáng, cực kỳ ok. Đây, đôi loa K521 tuần trước đăng lên, ông nào cứ để cho anh, nhắn tin để cho anh. Các anh nhắn tin ở trên đấy, nhắn tin lại các anh không trả lời đâu. Một là các anh để điện thoại, số điện thoại lại nhá. Hai là các anh gọi điện trực tiếp cho em. Số điện thoại em là 0976663776. Gọi trực tiếp làm việc cho nhanh, chốt con nào nó ok lên đơn luôn thôi. Rất nhanh thôi. Các anh chỉ cọc khoảng tầm 200-300 rồi em lên đơn mà em gửi thôi. Cặp này em đang bán 1.800.000 anh nhá. K521.
đánh cực kỳ hay, bác 12 cm, gân mềm nhũn, một con này siêu nặng luôn. Đây trên là con chép đó, rất to và nặng. Con này 40W và trở kháng là 4 ohm, một trong số những dòng loa cao cấp gần nhất của thằng Kenwood rồi, đánh không có điểm chê anh em nhé. Rồi ok, cái video hôm nay thì mình xin phép là dừng tại đây thôi, và hẹn gặp lại anh em ở những cái clip tiếp theo. Nhà thì còn vẫn còn rất nhiều đồ, cũng chẳng có thời gian giới thiệu hết. Mỗi video thì mình chỉ quay được 10 đến 20 phút thôi, chứ quay dài quá thì anh em chắc chẳng muốn xem. Rồi hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.